sạch học sinh lớp 1 đã đến với môn giáo dục thể chất. Và chủ đề ngày hôm nay đó là chủ đề về tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Bài đầu tiên của chủ đề này đó là chúng ta sẽ tập luyện tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ. Trước khi vào tập luyện, các con sẽ khởi động. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ vận động cùng bạn Phun các con nhé. Nào, chúng ta bắt đầu. Tập luyện đầu tiên của chúng ta đó là
tư thế vận động cơ bản của đầu và cổ. Ở tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ, chúng ta sẽ có 6 tư thế. Và bây giờ cô mời các con xem tranh và nghe cô giải thích từng tư thế. Đầu tiên đó là cúi đầu. Tư thế chuẩn bị, chúng ta đứng thẳng, hai tay chống hông, hai chân bước rộng bằng vai. Khi có hiệu lệnh, chúng ta sẽ cúi đầu ra phía trước. Tư thế thứ hai, ngửa đầu. Tư thế chuẩn bị, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông. Và khi có hiệu lệnh, chúng ta ngửa đầu ra sau. Cô mời các con xem tranh tư thế tiếp theo. Tư thế thứ ba, nghiêng đầu sang trái, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang trái. Tư thế thứ tư, nghiêng đầu sang phải, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang phải. Cô mời các con xem tiếp tranh của tư thế thứ năm và tư thế thứ sáu. Tư thế thứ năm, quay đầu sang trái, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang trái. Tư thế thứ sáu, quay đầu sang phải, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang phải. Và bây giờ cô mời các con xem clip hướng dẫn chúng ta quan sát thật kỹ trước khi chúng ta vào tập luyện các con nhé. Tư thế vận động cơ bản đầu và cổ. 1. Cúi đầu, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, cúi đầu ra phía trước. Kết thúc động tác, đầu về tư thế thẳng, mắt nhìn thẳng. 2. Ngửa đầu, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, ngửa đầu ra sau. Kết thúc động tác, đầu về tư thế thẳng, mắt nhìn thẳng. 3. Nghiêng đầu sang trái, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang trái. Kết thúc động tác, đầu về tư thế thẳng, mắt nhìn thẳng. 4. Nghiêng đầu sang phải, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang phải. Kết thúc động tác, đầu về tư thế thẳng, mắt nhìn thẳng. 5. Quay đầu sang trái, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang trái. Kết thúc động tác, đầu về tư thế thẳng, mắt nhìn thẳng. 6. Quay đầu sang phải, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang phải. Kết thúc động tác, đầu về tư thế thẳng, mắt nhìn thẳng. Chúng ta cùng với cô tập luyện tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ. 1. Cúi đầu, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, cúi đầu ra trước. Kết thúc động tác, đầu về tư thế thẳng, mắt nhìn thẳng. 2. Ngửa đầu, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, ngửa đầu ra sau. Kết thúc động tác, đầu về tư thế thẳng, mắt nhìn thẳng. 3. Nghiêng đầu sang trái, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang trái. Kết thúc động tác, đầu về tư thế thẳng, mắt nhìn thẳng. 4. Nghiêng đầu sang phải. 5. Quay đầu sang trái. Kết thúc động tác. 6.
quay đầu sang phải. Kết thúc động tác. Thì chúng ta sẽ tập luyện các tư thế vận động này khi nào? Chúng ta sẽ tập các tư thế vận động này vào giờ ra chơi hoặc sau các buổi học, giúp cho chúng ta sẽ không bị mỏi cổ, đau gáy. Và cô lưu ý sự khác nhau giữa hai tư thế nghiêng đầu và quay đầu. Khi nghiêng đầu thì mắt của mình sẽ nhìn về phía trước, nhưng khi quay đầu thì mắt sẽ nhìn theo hướng quay. Các con nhớ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần trò chơi vận động. Trò chơi vận động ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi balloon tennis. Chuẩn bị. Các con hãy chuẩn bị cho cô hai vợt đánh. Hai vợt đánh này có thể là tập mỏ con hoặc vợt tự làm bằng bụi giấy, vân vân. Một cái bong bóng cỡ to, khoảng sân chơi trong nhà, và các con sẽ vẽ vạch chia đôi sân và vạch biên sân. Khi bắt đầu chơi thì hai người sẽ đứng đối diện với nhau, mỗi người sẽ cầm một vợt và tung bóng lên. Chúng ta sẽ đánh bong bóng qua lại với nhau, không được để cho bóng rớt xuống đất hoặc là bóng ra khỏi biên. Cô chúc các con chơi với những người trong gia đình thật vui sau những giờ học online tại nhà. Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi nhé. Giờ học ngày hôm nay đã kết thúc. Cô chúc các con tập luyện thật là hăng say, siêng năng để chúng ta có một sức khỏe tốt. Cô chào và hẹn gặp lại.